Bấm tiếp đi. Anh cắt rồi. Rồi kệ nó. Anh quay nó. Ông hô, cucumi. Anh biết kìa. Kẹo cá nghịch ngợm á. Quá. Ăn táo nè. Kẹo bố mà kẹo ơi. Ông hồ của anh Đức cucumi nè, tặng á. Cucumi tặng á. Chúng ta biết sử dụng không? Đeo lên tay nè. À mềm này, anh này, mềm mềm này. Biết sử dụng có biết chứ. Cứ ăn rồi. Bố ơi. Bố. Uống nước kìa. Bố cho uống nước cái này. Mâm mâm. Từ từ uống nha. Rồi, ngồi đây. Ba, ba ơi. Ba. Kẹo á. Anh ấy cho em cái khăn. Bạn nghe lúc sao có bật cái cháy. Ngoài nó chưa quả đùn đấy chứ. Không phải là dạ. Hồ rồi. Hồ nè. Con răng đấy cả rồi. Anh em con cháu muốn làm cho con tí. Biết là thế lần sau có còn sống mà trình được nữa không? Cô này tao mình. Thì thôi. Thì mình không bằng thì thôi. Này. Đừng có nghịch ngợm lên, cứ chít 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 chít. Ra 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 nhanh, nhanh nhanh nhanh. Đừng hồ đâu. Ngon lành nghe chứ. Đó, nhìn nó đi, sợ đi. Cha mẹ mình đẻ ra đây chưa lo. Ngồi xuống. Bước. Được. Mình có lộn thân đâu, ông quỷ ông mà làm thôi. Lộn thân phạt hơn rồi này. Chết dơ. Bà sao thương lưng nữa nè. Thịt mỡ phi hành thơm đi ngồi cho ngồi há miệng chờ cơm trưa. Thực khách đến là làm cái đảo của cô mấy cô hành ngồi thơm phức được chưa? Tính là luôn đi ngon lắm. Tính là hôm nay ăn ngon lắm. Ngày xưa đi học rồi cứ 11 giờ chiều về bắt đầu nhà hàng xóm người ta nấu nấu thơm á. Thầy nói là thịt mỡ phi hành thơm với ngồi tròn ngồi há miệng chờ cơm trưa tại vì đói không ngơ lắm.
giờ nó thành cá cụ rồi đó, thành quyền đó, giờ thành cụ quyền rồi. Rằng hết trống cho Đức. Hả? Hết trống rằng vô. Tài đi lắm. Cần bạn nghe thấy được ba bốn làng mà ấy cần phải đâm vào cái này một cái lột một cần đó ngày ngày trước ông nội trời ơi lột cái lần đầu tiên bánh. Về làm dâu ông nội gói cái bánh như này cái này bằng ca này gọi bằng ca đụng bằng ca này không may bị giá lên rồi chứ đâu là gọi bánh khiến nhà cù ra cái bánh kia để nhổ mà nhổ mà cắt một miếng ra đẹp bằng cái đĩa luôn. Cái đĩa nhỏ là đúng một đĩa luôn. Người vừa ông cặp vừa sụp vào cái lục lên người gặp cho cục cái đồ bánh nó cũng đúng hai rồi bánh to con luộc kéo nhỏ nói đói bụng mà sợ nói đi trên tàu là đói bụng là cứ hàng cái bánh từ ngọc yeah. Làm cho ông dùng. Bỏ trang sách tạc này.
không rồi, rồi cái chặt mỏng mỏng lấy chặt mỏng mỏng đấy không được tới con đó từ cái chặt mỏng đó đó đi đây em đi đây đặt rồi đi làm cũng dùng á chuẩn được siêu du đi học rồi ngoài mấy tháng rồi nha cuối năm chán rồi có tiền tiêu khó chi chú nợ thì cái rượu tiêu du rất chán rồi cái tiêu người đang ở vừa rồi nghe là chứ vừa rồi mà chứ cười mà cho chủ nợ thì được là chú này miệng rồi thôi trên mạng ấy nhỉ yêu trên mạng rồi chú này cứ quen lên nhà em sụt cho lại hết tên về về bán bổ cái vừa đấy phải không về là ông rệt chó ông đập chó yêu bây giờ chú biết con nó đang ngơi ở mỏng nó biết gì nói tên rồi chứ không biết đâu.